Em chào anh ạ. Lâu em đi từ quận mấy qua mà lâu thế? Dạ em đi từ quận Hoàng Mai ạ. Ok, vậy là em bay vào đây để chúng ta có gặp nhau đúng không? Dạ vâng, để đến gặp được anh thì em đã đi hơn 1735 km để đến đây ạ. Đúng là một cô MC dẫn chương trình truyền hình cho nên là nói cái gì ra nghe cái quãng đường thôi là phải đúng từng cái số luôn đúng không? Dạ vâng, em đi là từ quận Hoàng Mai lên đến sân bay là mất tầm 30 cây. Từ sân bay bay vào từ Hà Nội bay vào Sài Gòn là 1700 cây. Và từ Sài Gòn là từ sân bay Sài Gòn đến điểm hẹn ở quán đu đủ xanh này thì là thêm 5 cây nữa. Tổng là 1735 cây ạ. Ôi giời ơi, nãy giờ có phải là em đã làm toán trước khi tới đây không? Nói chung là rất là phức tạp đó. Dạ vâng, tại vì em không tài nào mà nhớ được. Công việc dạo này ở đài truyền hình của em có bận rộn và có stress không? Thật ra thì nói là công việc ở đài truyền hình bận thì nó cũng không quá bận đâu ạ. Nhưng mà nếu mà bận rộn nhất thì em nghĩ là chắc là đây là quãng thời gian ấy mà em dành để mà mình lặng lại một chút, để mà em dành thời gian để mình học, mình trau dồi thêm kinh nghiệm, học tập để hoàn thiện bản thân mình hơn. Thì mỗi một lần xuất hiện thì em nghĩ là mình sẽ phát triển hơn. Và xin chào mọi người đã trở lại với chương trình French Date. Mình sẽ gửi lời chào đến một bạn. Ban đầu bạn đó là một cái bạn hot tiktoker với số lượng followers kiểu mấy triệu, rất là nổi tiếng. Nhưng mà tất nhiên là hôm nay bạn tới với một cái giao diện như một cái MC vậy đó, một cô MC là truyền hình. Và xin chào mừng Lê Bóng đến với lại French Date ngày hôm nay. Dạ, lời đầu tiên thì cho phép Bóng xin được gửi lời chào đến anh Lý Thanh Cơ và toàn thể quý vị khán giả của Brunch Date ngày hôm nay. Hôm nay thì Bóng rất vui khi có cơ hội được ngồi đây, được thưởng thức cái món ăn chính là những món ăn ở quán đu đủ xanh. Và ngoài ra thì có thêm những món khai vị và những món hương vị tinh thần nữa. Đó là chính là những cái câu chuyện mà mình nghĩ là mình sẽ chia sẻ đến với quý vị khán giả để mọi người có thể hiểu mình hơn, hoặc là qua câu chuyện đó thì mọi người sẽ có những cái cảm hứng hoặc là có những cái niềm vui gì đó. Bóng ơi, hình như em chưa gắn mic đúng không? Dạ em có. Em nuốt mic mất tiêu rồi. Tại vì nó vấn đề. Trời ơi, đúng là cái kiểu mà mình dẫn chương trình mà bây giờ không biết ai dẫn luôn. Thì ngày hôm nay chúng ta ở tại Đu Đủ Xanh và đây là một cái nhà hàng chay mà anh nghĩ là sẽ để giúp chúng ta detox một chút xíu, ăn những cái món ăn làm từ đồ thuần tự nhiên. Điểm hẹn của Cơ và Lê Bóng là tiệm chay Đu Đủ Xanh. Không gian nhìn rất là hoài niệm, nhiều ánh sáng và cây xanh. Thực đơn của tiệm ngày hôm nay chắc chắn là rất là nhiều những món chay thanh lành cùng với lại rất là nhiều nguyên liệu thuần tự nhiên, với mong muốn là cái sự an yên nó sẽ chạm vào các bạn thông qua tất cả các giác quan để chúng ta có một cái buổi ăn thật là đủ, trải nghiệm những món chay thật là vẹn toàn nhất nhé. Nước rất là ngon ở đây. Thì anh đã lựa cho em là một cái món xanh, còn anh sẽ là một cái món vàng. Dạ vâng ạ. Cái cỏ ớt này nhìn trông nó rất lạ vì em chưa từng thử một món kiểu về nước, về đồ uống mà nó có ớt trong mà có ớt. Ok, mời Chin. Dạ. Xin mời. Dạ, em mời anh ạ. Mời mọi người. Trong lúc mà chờ thức ăn á, chúng ta sẽ có những cái câu hỏi nhanh. Anh nghĩ là với là một bạn mà làm gọi là content creator trên mạng nè và làm MC nữa, chắc chắn em là một người suy nghĩ nhanh đúng không? Em lag lắm. Em lag lắm hả? Nhưng mà em lag trong vòng 5 giây nhé. Tại vì bây giờ chúng ta sẽ có một cái loạt những câu hỏi nhanh. Những câu hỏi này rất là khó luôn. Ví dụ như nếu cả tuần chỉ được ăn một món ăn duy nhất thì đó là món nào? Bún đậu nước mắm ạ. Ok. Ôi, bắt tay anh không ăn món tôm. Em đi ăn nước mắm. Kỷ lục không gọi đầu lâu nhất của em là bao lâu? 1 tuần ạ. Một tin đồn không đúng về em. Lộ clip ếch ạ. Ok. Một sở thích kỳ quặc mà Bóng sở hữu. Sở thích kỳ quặc ấy ạ? Chắc là viết nhật ký trên máy bay ạ. Ok. Trời ơi, rất là chỉnh chu á, nghe dịu á. Nếu ngủ dậy mà có thêm một tính cách khác thì đó sẽ là thêm một tính cách khác ấy ạ? Chắc là hài hước đi ạ. Ok. Ủa em không hài hước hả? Không. Vậy tại vì em thấy mọi người thường hay nói kiểu những người hài hước thì phải đều là những người thông minh. Thế nên em nghĩ nếu mà kiểu mình mong mình hài hước thì tức là mình cũng sẽ thông minh lên được một chút ạ. Cũng đúng. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tới món chính nha. Để mình không đợi lâu, mình sẽ có những cái gì đó vào trong bụng. Và đồ ăn của chúng ta ra hết luôn rồi đó mọi người. Và ở đây mình có một cái phần tart với lại nấm nè, có sốt kem cũng như là truffle oil, là cái gì là nấm cục á. Nên là cái vị của nó sẽ rất là ngon, nhưng mà mình nên ăn cái món này trước nè, tại vì nó sẽ để lâu nó bị tan ra, làm hư cái tart của mình. Rồi cái này là mozzarella salad thì cơ bản thôi, sẽ có mozzarella rồi những cái hoa quả rau củ như là trứng ở trong này, chắc là mình sẽ dễ ăn. Và cái tiếp theo là cái đậu phụ cùng với lại sốt trứng muối, nghe rất là hấp dẫn. Nhờ em rưới cái này đi, cái món này là gì em đoán xem? Đây là cơm gạo lứt kết hợp với nấm đùi gà. Và thiếu một cái phần quan trọng là cái sốt này là sốt cà ri, sẽ rưới lên. Đây là cơm cà ri. Đúng rồi. Và canh này là canh chua kết hợp với lại đậu hũ cũng như là khế, và có rất là nhiều nấm cục trong này. Ngon. Ok. Trời, hấp dẫn quá. Ngoài ăn những món ăn đây thì em nghĩ là mình còn ăn ảnh nữa. Ăn không nói có nữa. Ok, mừng cho em nhé. Mời anh ạ. Rồi anh rất là thích truffle. Và cái hương vị mà thích nhất là vị giòn. Nên ăn cái gì món nào giòn giòn cái là yêu liền. Em cảm thấy như nào? Đéo à? Em đang tưởng tượng em ăn bim bim, bim bim khoai á. Xong rồi có thêm rất là nhiều sốt kem. Ok. Yeah. Nhưng mà đang nói về chuyện là đi làm á, thì em đang hiện tại là ban đầu mình nổi tiếng là làm tiktoker nè, chắc chắn rồi. Rồi sau đó là mình làm MC nè, rồi em có làm thêm câu chuyện là diễn viên nè, xong có làm người mẫu nữa. Nhưng mà em muốn được biết tới là vai trò nào nhất? Thật ra thì theo em nghĩ là tất cả mọi công việc ấy nó sẽ giống như việc là mình trải nghiệm thôi. Và em thích mình được sống và mình trải nghiệm thật là nhiều, để mình biết là mình sẽ phù hợp với cái lĩnh vực nào và mình cảm thấy mình làm cái gì mà mình cảm thấy hạnh phúc là được á. Còn cái việc là mọi người sẽ định vị mình với định danh nào thì nó sẽ là ở cái góc nhìn nhận của mỗi khán giả. Còn với em thì mục tiêu mà quan trọng nhất của em vẫn là mong muốn lan tỏa những cái năng lượng tích cực cũng như là những cái giá trị tốt đẹp ở trong cuộc sống đến với mọi người. Cái công việc dẫn chương trình thì nó có phải là một cái thử nghiệm của em không? Hay là sẽ là một cái gì đó lâu dài đối với mình? Dạ vâng, thưa các bạn, quý vị khán giả, thật sự với mình thì lúc ban đầu thì mình nghĩ là kiểu như em có một cái triết lý, đấy là cuộc sống như một quyển sách và bạn sẽ mãi mãi chỉ đọc được trang bìa nếu như là bạn không có sự trải nghiệm. Thì lúc ban đầu của em thì em cũng chỉ là muốn trải nghiệm thôi. Nhưng mà khi mà em thử sức với công việc MC thì thật sự là em cảm thấy rất là thích nó. Nó khó thật nhưng mà nó cũng tạo được cho mình một cái sự mà mỗi lần mà mình chỉ được đứng ở trên MC và mình nói thôi là mình cảm giác như là cuộc sống nó hạnh phúc mà nó rất là màu sắc ấy. Thì và ngoài ra thì em thấy là cái nghề MC nó giống như việc anh ấy, là anh sẽ thay cho những người ở phía sau, mình sẽ nói lên những cái câu chuyện này, thay tất cả những cái câu chuyện ở phía sau thì mình sẽ có thể thay đó và mình nói qua đó để khán giả mọi người sẽ có thể hiểu hơn những câu chuyện này, cũng như là lan tỏa được những cái điều tích cực hay là tiêu cực là đều là ở người MC. Thế nên mà MC lại cần phải cái sự thông minh này, hoạt ngôn này, còn có sự hiểu biết nữa. Thế nên là em thấy đây là một công việc rất là khó. Nhưng mà chính vì khó nên là em càng muốn là mình có thể cố gắng, mình có thể phát triển và cũng như là nghiêm túc về công việc này ạ. Để đây sẽ là một cái điểm đến khá là lâu dài trong tương lai gần của em đúng không? Dạ vâng. Hồi xưa là anh được, tức là nghe chữ Lê Bóng cái là anh nhớ đến cái gì? Đây là lưỡi đúng không? Là có những cái hình ảnh phá cách nổi loạn, xong rồi những điệu nhảy của em. Và bây giờ là gặp em ngoài đời nó hoàn toàn khác. Đúng không? Nhưng mà thực ra là mọi người ai gặp em ở ngoài đời mọi người cũng sẽ đều nói là em ở trên mạng và em ở ngoài đời khác nhau. Có phải là bây giờ và cái hồi xưa á, nó là hai cái thứ mà gọi là một cái mới bây giờ nó che đậy cái cũ không? Hay là vì đơn giản đó là bản chất con người em? Thế thì em cũng muốn đặt một câu hỏi một xíu. Đấy là anh thử tưởng tượng anh của 10 năm trước và anh của bây giờ, anh có thấy hơi khác nhau một chút không? Chắc chắn là khác rồi. Khác về cả cách ăn mặc, hay khác cả về cách nhìn nhận, góc nhìn về cuộc sống. góc nhìn về mọi vật thì em nghĩ là không khác nhiều thì cũng vẫn sẽ khác ít. Ví dụ em của 10 năm trước thì là em sẽ thích mặc những bộ đồ màu sắc sặc sỡ, thích mặc áo crop top, thích mặc váy, nhưng mà chân váy. Cái Lê Bóng lúc mà nổi tiếng hồi TikTok là cách đây vài năm thôi. Dạ, cách đây tầm cũng phải 4 năm trước rồi, 4-5 năm trước rồi. Đó thì và em của bây giờ thì là, nó vẫn là em thôi, nhưng mà chỉ là mình ở mỗi một giai đoạn, ở mỗi một thời điểm ấy thì mình sẽ có cái câu nói của anh Đen á, ta thay đổi, không phải là ta thay đổi mà chỉ là ta thích nghi thôi. Ở thời điểm hiện tại thì khi mà em có một cái công việc khác, một cái những cái ở trong một cái môi trường mà nó khác thì mình cũng sẽ cần thay đổi để nó phù hợp với cái môi trường đó hơn. Và thật ra là lúc ban đầu ấy, khi mà em thay đổi về hình ảnh, về cách kiểu ăn mặc này, cũng như là ví dụ mặc những cái bộ đồ như này, em không quen đâu, em không có quen luôn á. Em thấy nó cứ kiểu ngại ngại và thấy nó không giống mình một chút nào cả. Nhưng mà khi mà em mặc như này thì em lại thấy là mọi người kiểu như là gia đình này, bố mẹ này, hoặc là những khi mà đi làm trong công việc á, thì cách mà mọi người đối xử với mình, cách mà mọi người giao tiếp với mình thì nó có vẻ có những cái gì đấy nó tích cực hơn. Và mọi người có vẻ thích em ở cái hình tượng mới này hơn. Thì dần dần lúc đầu là mình chưa quen, nhưng về sau dần thì em lại cảm thấy rất là thích với cái hình tượng này của mình. Và em bắt đầu yêu dần và em bắt đầu quen dần với nó. Có phải là em bị mất cái hồi đó, là cái mình của hồi đó, và thay đổi vì những ý kiến của người xung quanh không? Thật ra thì em nghĩ là em vẫn là em, nhưng mà thật ra cũng có đôi lúc em cũng hỏi, đến cách đây chắc mấy hôm trước em vẫn tự đặt câu hỏi trong đầu mình là không biết liệu mình có đang kiểu bị mất đi cái tôi không, và mình đang bị dần dần mình bị bão hòa không, mình bị kiểu thay đổi vì thành người khác. Nhưng mà em lại nhận ra một điều ấy, cái mục tiêu, mình luôn luôn có một cái mục tiêu, và mục tiêu của em thì em muốn là làm những điều mình hạnh phúc và khiến không chỉ mình mà những người xung quanh mình cũng phải hạnh phúc nữa. Thì em nhận ra là những cái mình đang làm mà rõ ràng là mình thấy là gia đình này, những người bạn bè này, người thân của mình, mọi người vui hơn, mọi người hạnh phúc hơn, thì điều đó cũng khiến cho em hạnh phúc hơn. Thế nên là em thấy là mình chắc là mình đang không đi sai đâu ạ. Ok. Hồi xưa là em có thường là có bị bình luận khá là nhiều ở trên mặt báo nè, là có những cái từ nó không hay với cái chữ phản cảm, nó có, đó là sự thật, và không ai muốn bị gắn những cái mác như vậy lên trên mặt báo hay là truyền hình cả. Vậy thì đây là một câu hỏi chung thôi, tức là em thấy là giữa phản cảm và sexy, cái định nghĩa của em nó sẽ như thế nào? Thật ra là em phải mời anh ăn thử cái này đi, ngon phết ạ. Đúng rồi, cái này phô mai. Vâng. Thank you em. Dạ, thật ra là bản thân em từ ngày trước á, em không phân định được cái ranh giới giữa phản cảm và sexy là như thế nào. Tại vì em sẽ hay học theo, nhất là em nhìn ở trên mạng, ở những cái bức hình hoặc là những cái hình ảnh, những clip ở trên thế giới, ở nước ngoài, ở phương Tây á, thì em thấy wow, bức này đẹp thế, chính bản thân mình cũng thích. Và đọc comment, đọc tương tác thì mọi người rất là ủng hộ và mọi người rất là like cho bức ảnh đó. Thì em thấy là wow, thế mình phải học tập theo, mình học theo những cái đó. Nhưng mà khi mà em chụp những bức ảnh tương tự như vậy thì em nghĩ thì lúc đó thì lại mọi người lại có những cái bình luận nó sẽ hơi trái chiều một chút. Thì lúc đầu thì em nghĩ là tại sao người ta làm được như thế mà mình làm thì lại bị nói. Nhưng mà dần dần thì em nghĩ là nó còn liên quan đến cái môi trường và cái văn hóa nơi mà mình đang ở và đang sống nữa. Thì lúc này thì em mới nhận ra ở việc là thế thôi, bây giờ mình trước khi đăng một cái bức ảnh nào hoặc là mình đăng cái gì đó thì mình có những người cộng sự, của những người bạn, có những người mà mọi người luôn luôn muốn những cái điều tốt cho mình ấy, thì em sẽ gửi trước cho những người làm cùng mình. Mà em hỏi ý kiến là bức ảnh này có bị phản cảm không, bức ảnh này có đang hơi bị không đẹp, nó gọi là bị tiêu cực không á. Thì mọi người sẽ cho em những cái lời góp ý là nên đăng hay không. Thật ra là trong này em cũng có rất là nhiều những cái bức ảnh mà em nghĩ là nó sẽ hơi có thể đối với mọi người sẽ thành hơi phản cảm một chút, thì là nó sẽ nhiều lúc là em sẽ là chụp ảnh để thỏa mãn cái tôi của bản thân mình thôi. Sau đó thì mình sẽ ghim lại bằng cách là mình giữ lại ở trong máy của mình. Ok, vậy là dần dần em trở thành người công chúng rồi đó. Và anh không biết là em có kiểu giống như là tưởng tượng hoặc là em đã từng search Google tên mình chưa? Và nó ra những cái biệt danh gì hoặc là những cái tiêu đề như thế nào? Có chứ ạ. Em search mà chắc tuần search một lần luôn ấy. Để ngày trước thì em không bao giờ tìm kiếm về Lê Bóng đâu. Nhưng mà gần đây thì em muốn biết là mọi người đang nhìn nhận như thế nào về mình. Em muốn biết là hiện tại hình ảnh của mình hay là mọi thứ của mình có đang tích cực hay không. Tại vì mình đang có một cái mục tiêu mà, mục tiêu là lan tỏa những cái giá trị tích cực mà. Thế nên là mình phải biết là thật sự những cái điều mình đang làm có tích cực thật hay không, hay là chỉ là bản thân mình nghĩ là tích cực. Nhưng mà khi mà mình làm nó lên, nó đưa lên thì nó lại là gây ra những cái trái chiều và gây ra những cái mà nó sẽ hơi tiêu cực một chút. Thế nên là em search gần như là cứ một tuần hoặc hàng tuần, có những ngày hàng ngày em search để xem là mình có đang có những cái bài báo như nào và nó có đang ổn hay không, mình có đang đi đúng hướng hay không, để mà mình điều chỉnh ạ. Vậy thì trong thời gian tới là nếu như là search Google đi thì bây giờ em trong thời gian tương lai gần nhé, là em sẽ mong muốn là những cái từ khóa nào sẽ được xuất hiện cạnh với lại chữ cái tên Lê Bóng của em? Dạ, trong thời gian tới thì em nghĩ là chắc gần nhất thì sẽ là ở Brunch Date đi. Thì sẽ là những từ khóa mà Lê Bóng kết hợp với những từ khóa mà tích cực một chút ạ. Những từ khóa mà nó sẽ mang lại những cái niềm vui, những cái giá trị. Ok. Nhưng mà em có sợ là nó sẽ đi vào cái câu chuyện là tại vì mọi người đều đang nhắc đến cái chữ năng lượng tích cực, rồi mọi người hãy tích cực đi, rồi sau đó lan tỏa những điều tích cực rất là thường xuyên á. Dạ vâng. Thì em có sợ đó là một cái gọi là tích cực độc hại không? Thật ra là ngày trước thì những cái điều mà em làm thì em luôn nghĩ là mình làm những cái mà mình thấy mình hạnh phúc này, mình vui này, và mục đích của mình là lan tỏa những điều tích cực này. Nhưng đến khi mà đăng lên ấy, trời ơi, quá trời những bình luận tiêu cực và những cái ý kiến trái chiều luôn. Thì lúc này em nhận ra là không phải là những cái gì mà mình nghĩ là tích cực, nhưng khi mà mình làm thì nó sẽ nhận được những cái tích cực. Tại vì lúc đấy mình cũng chưa được đủ hiểu biết này, lúc đấy mình cũng chưa đủ kinh nghiệm. Thì em nghĩ là sau mỗi một lần mà mình có những cái kinh nghiệm như thế thì dần dần mình sẽ có thể hoàn thiện bản thân mình hơn, để những cái thông tin hoặc là những cái điều mà mình làm nên thì nó mang lại đúng những cái giá trị là tích cực như mình mong muốn. Nhưng nói về cái chuyện tiêu cực thì bây giờ mình đi đổi qua ngược lại chút xíu, là hồi trước anh được biết là em không đọc bình luận luôn. Có một thời gian em không đọc bình luận luôn, và khi mà có những cái negative comment về mình á, thì em sẽ cái việc mà không đọc bình luận đó là một cách để né tránh, đúng không? Nhưng mà em nghĩ là cái né tránh đó nó đã giúp cho mình hay là nó làm ảnh hưởng tới mình như thế nào đó, và nếu mà cái kết quả bây giờ cái này ngon anh ạ. Ngon lắm, anh nghĩ là sẽ ngon đó. Anh ăn thử hả? Được, để anh thử, để xíu anh ăn cái đậu hũ này đã. Yeah. Đậu hũ ngon. Đậu cũng ngon ạ. Đây anh đưa anh cái thìa. Đấy ạ, em lấy cho. Ngon lắm. Tại vì nó có vị cà ri á. Anh ăn được cà ri không? Anh ghét cà ri nhưng mà anh thử. Vì em. Nó sẽ là vị cà ri xanh á. Không biết anh ăn được không? Giống điều Thái. Dạ vâng, đúng rồi, vị khá là giống vị Thái á. Ok. Nấm cũng ngon ạ. Này, em mời anh. Anh hỏi lại câu đấy đi, em quên mất rồi. Tại vì ăn ngon quá. Một cái chiêu rất là hay có thể áp dụng trong chương trình này đó là kêu host ăn đi để chặn câu hỏi lại. Nãy đang nói về câu chuyện đó là em đã có từng thời gian là em không đọc bình luận. Và khi mà không đọc bình luận đó thì đó là một hình thức để né tránh. Thì khi mình né tránh như vậy nó đã giúp em cái gì và nó làm tác hại em như thế nào? Thật ra là khi mà mình không đọc bình luận ấy, thì nó sẽ có hai cái là có cả tích cực và có cả những cái tiêu cực nữa. Cái tích cực của việc không đọc bình luận đấy là mình sẽ không bị đọc những cái điều tiêu cực, thì những cái điều tiêu cực thì nó sẽ không bị lảng vảng ở trong đầu mình quá nhiều. Tại vì cái giai đoạn đầu tiên khi mà em mới chớm nổi ấy, mà em lúc đầu thì rất là nhiều những bình luận tích cực thì mình đọc mình rất là vui. Nhưng mà sau đấy thì nó cũng kết hợp thêm là rất là nhiều những bình luận tiêu cực, những ý kiến trái chiều với mình. Và khi mà hồi đầu em đọc những cái bình luận đấy xong ấy, là em mất ăn, mất ngủ, khóc, mà kiểu nói chung là em bị stress, mất khá là lâu. Thì em lúc đấy xong thì bạn bè cũng như là những người thân của em thì mọi người nói là ôi con đọc bình luận làm gì, đọc mấy cái đấy mọi người có biết có hiểu về mình đâu, mình kệ đi, mình đừng đọc. Thì em cũng nghe theo, là em từ lúc đấy là xong là phải mấy năm trời đó là em không đọc một tí bình luận nào luôn, một bình luận em cũng không. Em không đọc một tí nào thì nó sẽ được một cái điểm cộng là em sẽ không bị ảnh hưởng đến những cái tiêu cực đấy nữa. Và em sẽ chỉ tập trung vào làm những cái điều mà mình thích và tập trung vào làm việc thôi. Thì nó cũng là một cái khá là hay ở việc là mình sẽ tập trung và mình phát triển được những cái mà mình muốn. Nhưng mà nó cũng có một cái điểm trừ, đấy là khi mà em không đọc bình luận thì như anh có thấy đấy, là những hình ảnh của em đôi khi nó bị có những cái ý kiến trái chiều này. Đôi khi mọi người nghĩ về mình một Lê Bóng, một cái hình ảnh rõ ràng là con này nó nói là nó muốn mang những điều tích cực, nhưng mà tao thấy ở nó toàn mấy cái nó tiêu cực, nó lố lăng và nó phản cảm thôi à. Thì lúc này em mới thấy là à không được, mình phải bắt đầu mình phải đọc dần. Mình phải đọc để mình biết là mọi người đang nhìn nhận mình như thế nào. Mọi người đang nhận xét vào một cái hình ảnh Lê Bóng nó có đúng những cái điều mà mình mong muốn là lan tỏa những năng lượng tích cực không. Thì khi mà em đọc rồi em mới thấy là à có những cái chỗ này mọi người đang góp ý cho mình, có những cái chỗ này mình đang chưa ổn, thì em sẽ bắt đầu chắt lọc ra những cái bình luận đó để em thay đổi và em hoàn thiện dần mình hơn. Thì mỗi một lần mà em thay đổi như thế thì được một cái điểm cộng là dần dần công nhận là những cái bình luận tiêu cực nó càng ngày càng ít dần đi. Và như là gần đây á, thì em thấy là khi mà em đăng bất cứ bài gì hay là những cái video ở trên TikTok thì những cái bình luận tiêu cực nó cũng ít dần đi. Và nhận lại được là những cái bình luận tích cực này, những cái lời động viên này. Và điều mà em cảm thấy thích nhất nữa là khi mà em làm những cái gì mà đôi khi mà mọi người hiểu sai về mình ấy, thì bây giờ em đã có một cộng đồng các bạn ý sẵn sàng đứng lên và mọi người vì em đã làm, vì em đã cố gắng thay đổi mà, thì mọi người cũng nhận ra điều đó, thì mọi người bắt đầu có những cái là đâu con bé nó không như thế đâu, và mọi người bắt đầu bênh dần mình và mọi người bắt đầu cho có những cái lời giải thích và mọi người hiểu mình hơn. Thì đó cũng là một cái mà khiến cho em cảm thấy rất là vui để em có thêm động lực em thay đổi dần, cũng như là em dám đọc bình luận hơn. Lần trước đó, anh có nói chuyện với một bé Gen Z, đó là Linh Ke, trong một buổi French Date gần đây thôi. Và bé có chia sẻ là Linh chỉ cảm thấy là không có buồn về những cái comment về cá nhân mình, nhưng mà khi đụng đến những cái comment về gia đình mình thì là Linh cảm thấy rất là khó chịu và nhiều lúc là bị buồn và khóc luôn. Và lúc mà kể cái câu chuyện đó, thật sự Linh Ke đang rưng luôn trong cái buổi ăn đó với anh rồi. Và em thấy sao? Tức là có những cái bình luận nào mà nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề, hay là bình luận về gia đình nó ảnh hưởng tới em nhiều? Thật ra là những cái bình luận mà lý do mà khiến cho em thay đổi ấy, nó lý do lớn nhất là tại vì là em muốn những người xung quanh em, những người thân xung quanh em và những người mà yêu thương ủng hộ mình, mọi người hạnh phúc ấy. Thì có một cái đấy là mẹ em rất là hay đọc những cái bình luận. Nên là mẹ em là một người mà sẽ hay xem, mọi người hay đọc này, xong rồi những em gái của em nữa, các em của em hoặc những người bạn mà làm việc, những người em mà làm việc cùng em ấy, thì mọi người cũng sẽ hay đọc những cái bình luận. Và thậm chí có những đôi lúc ấy mọi người cũng hay đứng ra bảo vệ và bênh mình. Và em khi mà em thấy một cái việc là những cái mình làm xong rồi sẽ khiến những người xung quanh mình, mọi người lúc nào cũng phải lo nghĩ cho em ấy, xong rồi mọi người sẽ cứ phải kiểu hàng ngày mọi người phải đấu tranh cho mình và mọi người bênh mình. Thì lúc đấy em cảm thấy là không được, mình không, nghĩa là rõ ràng mong muốn của mình là muốn những người thân xung quanh mình hạnh phúc mà. Thế là mình phải thay đổi, mình phải làm thế nào để mà mọi người sẽ không phải lo lắng cho mình quá nhiều. Thì em nghĩ là những cái bình luận thì đó cũng là cái mà khiến cho em phải cố gắng em thay đổi ấy. Và dần dần thì đến thời điểm hiện tại thì em cũng thấy khá là vui khi mà các em của em tự hào hơn về chị của mình. Thật ra là tại vì chị bây giờ làm MC rồi truyền hình thì nghe nó oách hơn đúng không? Hay là sao? Hay là tự hào vì điều gì? Tự hào vì, ví dụ nhá, nếu như mà ngày xưa ấy em hay có những cái tiêu cực ấy, hoặc có những cái bàn ra tán vào về những cái câu chuyện tiêu cực, thì khi mà em gái của em nghĩ là nó không kể cho em đâu, nhưng em nghĩ là khi mà nó đi học ấy, nó cũng sẽ có những cái mà nó sẽ bị ngại. Và khi mà em hỏi nó thì em gái của em nó còn nói là nó giấu, nó không cho mọi người biết chị của nó là Lê Bóng. Thì lúc đấy em mới tự nhìn nhận lại là tại sao nó lại phải giấu, là không nói cho mọi người biết chị của mình là Lê Bóng. Thì lúc đấy thì nó mới bảo là có những lúc mà mọi người bàn tán với chị thì em chỉ ngồi im em lắng nghe thôi, để em xem là mọi người đang nhận xét về chị như thế nào, mọi người đang nói về chị như thế nào. Lúc đấy thì em mới thấy là không, thế thì mình phải cố gắng mình phải thay đổi như là sao để mà mỗi lần mà em mình nghe kể về chị của mình thì nó sẽ cảm thấy tự hào, nó phải cảm thấy vui chứ. Chứ bây giờ mỗi lần mà nó nghe kể về chị gái của mình suốt ngày bà này lè lưỡi thế này, bà này kiểu nhảy sexy thế kia thì nó cũng sẽ bị ngại và nó cũng sẽ bị có một cái tự ti ấy. Mà em thì em không muốn như thế. Mà thật ra là cũng dễ bị ảnh hưởng câu chuyện là mình được bàn tán nhiều xong rồi biết là em gái của em nữa, cái rồi có thể có nguy cơ bị bully trong trường nữa thì nó cũng khá là nguy hiểm. Dạ vâng. Tại vì chúng ta trở thành một cái gọi là một cái easy target. Ngoài những cái video giải trí ra thì em có chia sẻ những cái content về thiện nguyện khá là nhiều. Thì không biết là trong tương lai là em có dự án thiện nguyện cá nhân nào không? Hiện tại thì em đang có 2 dự án ạ. Dự án đầu tiên thì là video gần đây nhất em có quay là về công khai giá quảng bá du lịch. Thì anh làm về travel thì anh phải công nhận với em một điều, đấy là mỗi lần mà anh đi sang những nước khác ấy, thì những hàng rong, thậm chí ví dụ em đi Thái đi hoặc là đi những nước thì những hàng rong dù nhỏ nhất thì mọi người cũng đều có cái biển, và trên cái biển đấy sẽ ghi cái món đó là món gì này, và có sắp một tí hoặc là có cái bảng giá ấy, có cái số tiền. Thì ví dụ là em là người nước ngoài mà em nhìn thấy cái món đấy em biết là món này đây là món gì và giá bao nhiêu thì em sẽ dám ra hỏi và em dám mua hơn là một hàng mà ngồi ví dụ những cô bán cốm này hoặc là những cô bán mà bánh trôi, bánh chay á. Ở Việt Nam thì em thấy các cô là gần như là không có biển, thì người nước ngoài, du khách nước ngoài người ta nhìn món này lạ nhưng người ta cũng không biết đây là món gì, mà người ta cũng không biết giá bao nhiêu để người ta sẵn sàng ra để người ta hỏi mua. Thì em mới nhận ra việc là thế sao mình đang có những lúc mà mình rảnh này thì mình không dành một chút thời gian mình đi lên trên ở những khu phố của khu phố thì mình sẽ làm tặng cho các cô những cái biển và có tên tiếng Anh này, có sắp ra đây là món làm từ gì này và chi phí là giá bao nhiêu, thì sẽ tiếp cận được du khách nước ngoài hơn. Và ngoài ra thì cũng sẽ có thể lan tỏa được những cái món ăn đường phố, ẩm thực đường phố Việt Nam đến với du khách nước ngoài. Và quan trọng nữa thì là về cái giá tiền ấy thì mình sẽ cố định được cái giá, chứ nó sẽ không bị là chênh lệch về giá như cái việc là mọi người nghĩ là ở Việt Nam á, đi ăn mấy quán vỉa hè là phải hỏi trước, không là sẽ bị chặt chém. Nếu như em bán franchise của cái series này vô Hà Sài Gòn anh làm được không? Dạ, không hôm nào anh để anh đi làm đi. Tại vì anh thấy cái idea này rất là hay và mình nên kết nối để mà làm cái này thêm nữa. Chắc là franchise ở Sài Gòn. Vâng ạ. Thế thì hẹn anh một ngày, em nghĩ là chắc là thứ Bảy, Chủ Nhật ấy, thì sẽ ở trên phố đi bộ thì sẽ có nhiều quán hàng rong thì mình sẽ có thể làm được hơn. Dạ. Anh nghĩ là đây là cái giá trị nãy anh có hỏi em á, về câu chuyện là sự tích cực độc hại á. Thì anh nghĩ đây là cái định nghĩa riêng của Lê Bóng để mà giúp cho cái sự tích cực của mình nó có giá trị thật. Thì đây là những cái mà hành động thật luôn. Chứ thay vì là, tại vì cái sự độc hại kia nó chỉ là mang tính là truyền bá và tạo ra một cái hệ tư tưởng để mà làm chúng ta bị một cái huyễn hoặc nào đó trong đầu thôi. Còn cái mà em đang làm đó, nó tạo ra những cái giá trị thật cho cuộc sống cũng như những người xung quanh. Anh nghĩ đây là một cái làm khác biệt đi cho chính mình. Thì hy vọng là cái cục năng lượng tích cực này tiếp tục lan tỏa cho mọi người nha. Dạ vâng, em đã lan tỏa được để anh em mình có kết hợp một dự án. Bởi vì chúng ta sẽ tới một cái game gọi là Never Have Ever, tức là em chỉ cần dơ bảng thôi. Tức là nếu mà chưa từng á, thì màu đỏ, còn đã từng thì màu xanh nha. Dạ vâng. Rồi, ok. Em sẵn sàng chưa? Sẵn sàng ạ. Em cứ vừa ăn vừa dơ quay thôi được rồi. Rồi, đầu tiên, đã từng like hình người yêu cũ khi đang stalk. Đã từng bị gia đình giục cưới. Thôi cái này anh nghĩ là chắc bị nhiều lần rồi đúng không? Đã từng phải nín thở hóp bụng để chụp ảnh cho đẹp. Có đen luôn hả? Ví dụ như bây giờ cũng thế, lúc mà quay là lúc nào em phải nhớ nhắc mình là phải thẳng lưng, phải hóp bụng vào, không ngồi là nó phòi hết cả mỡ ra. Đã từng giả vờ là mình ổn xong một đêm khóc sưng cả mắt. Đã từng thích một ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đã từng giận ai đó nhưng lại làm hòa trước. Đã từng bị bạn thân unfriend trên Facebook. Đã từng nhậu say mà quên đường về luôn. Em có uống nhiều không? Em không uống được rượu. Thế là em đã từng có những lần mà uống, gọi là mình cũng thử để mà mình thử một lần hangover. Nhưng mà lần đó thì em nhớ lần mà mình say nhất thì là một cái trải nghiệm nó rất là đáng sợ khi mà dạ dày của em không được tốt cho lắm. Thế nên là mỗi lần mà em chỉ cần uống rượu say thôi thì em lại nhớ mọi thứ, nhưng mà là em lại bị kiểu chỉ ôm nhà vệ sinh và beautiful thôi ạ. Thì đó là một cảm giác mà giống như kiểu nôn ra mật xanh mật vàng. Đấy là cái cảm giác mà em thấy nó rất là kinh khủng. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ăn đến món tráng miệng nha. Em đã no nê với bữa ngày hôm nay chưa? Dạ chưa, em ăn nốt ạ. Ok. No quá ha, nhưng mà chúng ta chưa kết thúc. Tại vì chúng ta sẽ có tìm món tráng miệng. Thì đây là món tráng miệng Sài Gòn nha. Thì đây là có hai cái phần panna cotta khác nhau. Thì ở đây có như là gừng với lại nho khô. Còn đây là kiểu nhìn nó như cà phê, nó hơi bị nhúng nhín. Cà phê sữa. Và bên trong này là vải với lại hoa đậu biếc, nhãn với lại hoa đậu biếc. Nhãn, hoa đậu biếc. Mời em ăn. Dạ vâng, em mời anh. Hiện tại em có đang quen ai không? Hiện tại ạ? Hiện tại em đang làm quen với khán giả ạ. Tình trạng tình cảm của em như thế nào? Hiện tại tình trạng... 1 hay là 2? Hiện tại tình cảm của em thì cũng có bắt với khá là nhiều người. 7 người ạ. Bố, mẹ, bà, em gái, 2 em gái. Nhưng mà anh hỏi lý do tại sao em lại kín tiếng trong chuyện tình cảm như vậy? Dạ. Tại vì qua 2 câu hỏi là chúng ta không có lấy được thông tin nào của Lê Bóng hết trơn á. Mà lý do vì sao em lại kín tiếng như vậy, có phải là đó là cái quan điểm cá nhân của em khi làm nghề không? Thật ra là tại vì mọi người có nói là không nên công khai, thế nên là em nghe theo là không nên công khai. Tức là có. Rồi, ok được rồi. Anh đã móc được em rồi đấy. Tại vì nhắc đến bạn trai làm cho em bị sao xuyến quá anh ạ. Rồi vô vậy không em? Dạ. Lựa đi em. Chắc là em sẽ... Thôi mời bố ăn cái món này trước đi. Dạ vâng. Rồi, chia ra được nè. Mệt quá, ba dẹo quá, tôi mệt. Có cái hạt đác này. Phải không? Đúng không ạ? Đấy phải hạt đác không ạ? Hay là hạt gì? Không, hạt đác nó không... Đó là đậu, như... có cục đậu màu đỏ rồi. Mà cái này chắc anh nghĩ là... Chắc không phải hạt đác đâu ạ. Giống như xương sáo vậy thôi, mà màu trắng. Không, nhà đẹp. Cảm ơn. Nhà đẹp. Thế này, cái hạt này nhìn trông nó giống hạt đác nhưng mà nó không phải hạt đác. Đúng không nhỉ? Nó là đậu á. Đậu ăn chè. Dạ. Hạt đác hình như là màu trắng đục. Đúng rồi ạ. Cái thích ăn hạt đác trong chè. Ok, nhìn nó hơi hóa học một chút xíu nha mọi người. Nhưng mà ra nó là đậu biếc. Ngon ạ. Nha đam, cái này là nha đam. Đúng rồi. Em thấy khá là ngon. Ok. Nó có, khi mà ăn nuốt xong thì mình thêm một chút phảng phất vị đậu. Phảng phất vị đậu ạ. Này MC này gõ đầu rồi. Rồi, gu của em, người yêu như thế nào? Gu của em là anh. Thôi mệt quá. Trời ơi, cái khúc này nhây quá trời. Làm ơn, tập trung cho tôi trả lời đi. Chứ thật ra là với em thì gu bạn trai là em muốn cái người bạn trai đó phải là người mà có tình yêu thương. Còn người đấy có thể bảo vệ được những người thân xung quanh và chăm sóc được cho những người thân xung quanh người đó, đặc biệt là yêu gia đình. Ok, thật ra cũng hoa hậu đấy. Ok. Khi mà yêu á, em cái cá tính của em nó là như vậy luôn á hả? Tức là nó sẽ nhõng nhẽo như vậy, nó hơi không có xương sống á. Vâng. Đúng không? Nó hơi nhão đúng không? Dạ. Tức là em sẽ hết mình với lại chuyện tình cảm hay sao? Không ạ, em nghĩ là nó sẽ có vẻ đi thêm cả lý trí đó ạ. Yêu là phải cả hai cùng phát triển chứ. Ok, cũng hơi hoa hậu. Ok anh. Rồi ok, những tiêu chuẩn của Bóng khi mà về green flag và red flag là như thế nào? Đối với em thì một người đàn ông mà có red flag là họ ra sao? Có những cái điểm nào mà nhìn vô cái red flag cái em bật ra liền? Nếu mà người mà em không thích thì chắc là những người mà kiểu dạng kiểu khoe khoang hay nổ á. Ok. Kiểu hay nổ, kiểu có nhất là người đấy sẽ bị phô trương quá nhiều. Vậy thì green flag của em là gì? đèn xanh ấy ạ. Thì đó, thì em phải là một người mà khi mà... gia đình. Đúng rồi, một người mà em thấy được cái sự kiểu người đó rất là chăm sóc và bảo vệ gia đình. Và chăm sóc những người thân xung quanh mình. Bây giờ chúng ta tới một cái mini game nhé. Về câu chuyện là green flag hay là red flag, tức là cờ đỏ hay là cờ xanh. Anh ấy luôn là người trả tiền cho mọi cuộc hẹn của hai bạn. Red flag. Tại sao này thú vị nè? Em phải đi ăn thì nên chia sẻ chứ. Ví dụ hôm nay em trả tiền thì ngày hôm sau anh trả tiền. Hoặc là ví dụ đi ăn thì em trả tiền thì đi xem phim anh sẽ trả tiền. Hợp lý, chính xác, nên như vậy. Anh ấy giữ hình người yêu cũ trong điện thoại. Red flag. Nói chung là em không muốn có một cái tơ vương nào hết đúng không? Em nghĩ là ai cũng sẽ muốn như thế thôi. Người con gái nào cũng... Em có hay ghen không? Không. Em là một người kiểu không ít khi ghen lắm luôn. Tại vì mình phải yêu thì mình phải có sự tin tưởng chứ. Mình tin tưởng thì mình sẽ không ghen. Còn những ai mà hay ghen là những người mà hay không tin tưởng người mình yêu. Đúng mấy cái sách bằng mẫu luôn. Và anh ấy giữ hình lộn, anh ấy luôn là người đầu tiên nói lời xin lỗi sau mỗi lần cãi vã. Green flag. Vậy hả? Nhưng mà lỡ như em sai sao người ta cứ xin lỗi? Em nhầm ạ. Red flag ạ. Ủa vậy hả? Dạ vâng. Đâu có đâu, câu hỏi là anh thấy cũng đúng mà. Là anh ấy luôn là người đầu tiên nói lời xin lỗi sau mỗi lần cãi vã. Red luôn hả? Red flag. Thật ra là em nghĩ là trong tình yêu ấy, nếu như mà mình sẽ giống như việc là cái sợi dây, ví dụ cái một người kia khi mà người ta căng thì mình sẽ là người trùng, và ngược lại khi mà mình là người căng thì người kia sẽ là người trùng lại, thì mới có thể giữ được cái mối quan hệ lâu bền và lâu dài được. Và sau mỗi lần cãi vã như thế thì hai người sẽ có sự hiểu nhau hơn, để lần sau thì mình sẽ không lặp lại những cái tương tự như thế nữa. Thế nên là em nghĩ là khi mà cãi nhau á, khi mà trong tình yêu mà cãi nhau mà mình dám chủ động nói cái lời xin lỗi trước là mình đã cảm thấy là em thấy mình rất là dũng cảm rồi. Và sau khi mà nói lời xin lỗi đấy xong, mình cứ nghĩ là mình bị yếu thế hơn, hoặc là mình sẽ bị kiểu mình sẽ bị hạ thấp mình xuống ấy, nhưng mà thật ra là không. Sau khi mà mình xin lỗi xong thì em thấy là tình yêu nó còn hạnh phúc hơn, và cái người bên kia người ta sẽ thấy mình được cái sự thông cảm cho người ta. Cho nên là cái chuyện xin lỗi đó hình nên là cả hai, cho nên là một phía không thôi không nên. Đôi khi là anh cảm thấy là nó sẽ bị lạm dụng và trở thành cái chuyện là cứ đụng cái gì cũng xin lỗi hết, để làm cho mình thấy là không, cái chuyện xin lỗi nó vô giá trị. Dạ vâng. Chúng ta sẽ tới một cái phần rất là đặc biệt của chương trình nha. Đó là quyển Brunch Date Memory Book. Thì đây là một cái quyển mà nó sẽ lưu lại tất cả hình ảnh của những khách mời đã tham gia chương trình này. Và bây giờ là đến chương truyện của em nè. Đó, thật ra mình không cần đọc trang bìa nữa đúng không? Bây giờ mình đọc đến chương của Lê Bóng. Vậy thì mời em mở ra cho mọi người xem từng trang nha. Mỗi cái sẽ là một cái chương sử của Lê Bóng. Hình ảnh đầu tiên đó là... Ui, sao mọi người tìm được ta? Lê Bóng thời cấp 3. Trời, mọi người đúng siêu luôn. Thời đó thì em có kỷ niệm gì đáng nhớ không? Trong thời cấp 3 của mình á. Thật ra là kỷ niệm hồi cấp 3 mà nó đáng nhớ nhất với em, mà em nghĩ là nó là một cái bài học đến bây giờ, vì nó là một bài học sâu sắc và giúp em trưởng thành hơn, và giúp em được mọi người, chắc là sẽ được mọi người yêu quý hơn. Đấy là hồi cấp 2, cấp 3 thì em khá là cá tính và khá là cuội, và em cũng sẽ thường sẽ chỉ sống cho bản thân mình thôi ấy. Nên là mình sẽ không quan tâm người khác nghĩ gì hay như nào, mình cũng không bao giờ biết nói lời xin lỗi. Thì em có chơi với cả một người bạn thân. Khi mà vào cấp 3 thì tìm được một người bạn thân, và người đấy rất thân với em. Và hôm đó thì trong cái buổi ăn ở căng tin ấy ạ, thì em đang húp mì, xì sụp thì chẳng may ai đấy va vào tay em, và cái bát mì đấy đổ một chút nước mì nóng. Nên là cũng không hẳn là đổ hết cả bát mì, nhưng mà đổ một chút nước mì vào chân của bạn kia. Thì bạn ấy mới nói là bóng xin lỗi đi. Thì em lại nói một cái câu là không, trước giờ kiểu bóng chả bao giờ phải xin lỗi ai cả. Nghe đúng đáng ghét luôn ấy, anh có thấy đáng ghét không? Đúng rồi, nhưng có, rất đáng ghét. Hiểu. Tại vì mấy đứa hồi cấp 3 thì háu thắng nữa. Dạ vâng. Đó thì rõ ràng là với người bạn thân của mình mà chẳng may mình làm gì đó mà nó sai lên người bạn của mình thì đáng nhẽ mình phải nói lời xin lỗi, nhưng em lại không nói. Và sau đấy thì người bạn đấy nghỉ chơi với em luôn. Và khi mà người bạn ấy nghỉ chơi với em thì em bị một cái là mình đang chơi thân với một người và người đấy không chơi thân với mình nữa. Thì lúc đầu mình cũng buồn, nhưng mà mình kiểu gọi là mình sẽ hơi có kiểu bất cần một tí ấy. Thế là mình cũng bị bất cần với cả lớp. Sau đó thì dần dần là em bị thu hẹp cái khoảng cách lại, và em không chơi với ai trong lớp cả nữa. Và em bị gần như là tẩy chay luôn. Đó thì sau đấy thì em nó cũng là một bài học cho em thôi. Bài học thì em nhận ra về việc là khi mà mình sai này, hoặc là mình làm gì không đúng này, thì mình cần phải biết nói lời xin lỗi. Thì sau đó thì bài học năm cấp 3 của em đấy là vì không biết nói lời xin lỗi nên em đã có bị một cái hậu quả là suốt quãng thời gian trong năm cấp 3 là em gần như là không chơi với bạn nào trong lớp cả. Và kiểu cô lập luôn á. Tại vì đó là những cái năm khá là đẹp nếu mình chơi với bạn bè. Lê Bóng dẫn chương trình ở đài VTC. Lúc mà anh thấy là mấy anh chị trong phim thì giúp đỡ em rất là nhiều, còn ở bên phía đài thì sao? Các anh chị giúp đỡ em nhiều như thế nào và có cái gì mà đáng nhớ không? Thật ra là em thấy mình rất là may mắn khi mà mình ở trong bất cứ môi trường nào. Có nghĩa em nghĩ có lẽ là tại vì cái giai đoạn mà năm cấp 2, cấp 3 em đều bị rơi vào cái tình trạng là mình bị cô lập á. Và nó chính những cái điều đấy để giúp cho em hoàn thiện bản thân mình hơn. Mình biết cách ứng nhân xử thế hơn, biết cách làm thế nào để mà mình có thể hòa nhập với mọi người hơn á. Thế nên là biết cách xin lỗi, không như là cái hồi cấp 3 đó, nói lời cảm ơn, biết về những cái quy chuẩn về việc là mình cần phải đi làm có những cái giá trị đạo đức ra sao á. Thì nhờ thế mà khi mà em làm việc ở trong đài thì em rất là may mắn khi được các anh chị, mọi người đã giúp đỡ rất là nhiều. Mọi người cho em những cái lời khuyên này, những lời chia sẻ này, đặc biệt là có chị MC nữa. Nên là mặc dù là em vì làm mới á, thế nên là em chưa có nhiều kinh nghiệm, còn khá là non ấy, thì nhiều lúc em vẫn không tốt, nhưng mà mọi người vẫn luôn linh động là ở đoạn này diễn chưa tốt lắm thôi, thử cố gắng diễn lại lần nữa đi. Mọi người cũng có những lúc mà em học á, đến bây giờ thì em vẫn đang học MC. Thì khi mà học thì có những buổi mà em không biết dẫn ra sao thì em cũng đã có gọi điện FaceTime nói chuyện mấy tiếng đồng hồ với cô giáo, cũng là chị MC luôn, để biết cách mình dẫn ra sao, mình nói như nào cho nó hay nhất. Và chắc là nếu mà cái kỷ niệm đáng nhớ nhất thì chắc là hôm đấy em đi làm là đến 3 giờ sáng, thì ngày hôm sau là 6 giờ em dậy và em sẽ dẫn luôn. Bình thường khi mà trước khi dẫn ấy, thì em sẽ hay buổi tối là em sẽ hay nhắn tin cho anh chị trong đài là xin kịch bản để em có thể đọc trước kịch bản, để lúc mà buổi sáng hôm sau khi mà em dẫn thì em có thể nói nó chỉn chu hơn và nó sẽ có thể mạch lạc và nó không bị vấp hay không bị lỗi. Nhưng mà vì hôm đó đi làm về muộn quá và sáng hôm sau thì em cầm kịch bản để em đọc thì trời ơi em sai quá trời sai, có nghĩa là đọc mà cứ được một câu là lỗi, một câu là sai. Thì buổi hôm đó em đã bị làm kéo dài delay cái buổi ghi hình, và đến mức mà cái máy, bình thường máy quay là quay xong là sẽ mọi người chỉ lấy thẻ nhớ ra, nhưng mà hôm đấy là mọi người quay xong là bị thiếu cả thẻ nhớ, là mọi người phải bảo là phải đợi mấy tiếng đồng hồ để mà mọi người cóp cái toàn bộ cái thẻ nhớ đấy ra để mà lấy một cái thẻ khác cắm vào và em lại ghi hình tiếp. Thì là ngày hôm đó thì em cảm thấy rất là áy náy và thấy là lần sau là mình sẽ cần phải tập trung hơn, mình sẽ phải chỉn chu hơn để không bị làm ảnh hưởng đến anh chị và mọi người. Quan trọng là sự cầu tiến đúng không? Dạ vâng. Ok, bây giờ mình sẽ tiến tới bức ảnh cuối. Thì một bức ảnh rất là quan trọng mà anh muốn dành lại xí em hồi nãy lại, đó là khoảnh khắc mà em tặng sổ đỏ dành cho gia đình mình. Thì không biết là, tại vì anh có nghe nói là em có một cái mong cầu là trước năm 27 tuổi là có mua nhà cho gia đình mình. Thì em đã thực hiện được rồi. Và đúng không? Vậy thì trong tương lai á, em sẽ muốn thực hiện điều gì nữa dành cho gia đình mình? Nếu mà mong cầu cho gia đình thì em mong cầu nhất vẫn là bố mẹ. Có một câu mà em thấy rất là hay là mình sẽ phải thành cái mức độ thành công của mình nó phải nhanh hơn cái thời gian mà ba mẹ già đi á. Đúng rồi. Đó, thế nên là bản thân em thì em nghĩ là mình sẽ phải cố gắng và nỗ lực hơn nữa. Mình phải chăm chỉ hơn nữa và cũng như là học hỏi hơn nữa để mình có thể thành công nhanh hơn, để có thêm thời gian để chăm sóc, bảo vệ gia đình. Và mong cầu với gia đình em mong nhất thì vẫn là mọi người có thật là nhiều sức khỏe và bình an. Thì anh chúc cho gia đình của Bóng cũng như là bản thân em có rất là nhiều sức khỏe và thêm nhiều thành công nữa thật là sớm để mình có thể dành cái thành công đó để mà dành thời gian nhiều cho gia đình mình nhiều hơn nhé. Và cảm ơn Lê Bóng cũng như là các bạn đã theo dõi chương trình Brunch Date ngày hôm nay. Là mình đã có một bữa ăn rất là ngon tại Đu Đủ Xanh, những món chai ngày hôm nay, và có một cái buổi trò chuyện với lại cô MC của chúng ta. Mặc dù là trước đây là biết tới Lê Bóng là một cái hình ảnh rất là khác, nhưng mà khi mà nói chuyện ở chương trình thì thấy được là một người rất là trưởng thành. Cô sẽ gặp lại mọi người trong những cái buổi Brunch Date lần tiếp theo với lại những cái vị khách mời cũng như là những câu chuyện mới. Và Cơ và Lê Bóng chào tạm biệt mọi người.